Ôi, xe tới chung cư quận 7 rồi cả nhà ơi. À, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2 hả? Coi thử bà ngoại Du My, Bội Nhi, ngoại bắp xào nè. Coi thử rồi có mệt mỏi hay gì không, mình hỏi thăm thử hả cả nhà. Anh Khánh, sao vui không? Vui. Quá vui rồi nè. Hôm nay một chuyến đi rất là vui luôn cả nhà. Đi mệt quá. Tới rồi. Tới rồi. Trời ơi, về hết đây đi rồi hiểu rồi. Bạn nghe phụ huynh vừa kìa. Hai vợ chồng phải chia tay nhau rồi mọi người ơi. Bây giờ là phải tiếp tục em đi nhậu tiếp. Rồi hay quá vậy. Sau một ngày thiết quậy tới bến, em có cảm giác gì cho ngày hôm nay không vui này? Thật sự là ngày hôm nay rất là vui. Cảm ơn quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho cái buổi dã ngoại ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và trong thời gian buổi dã ngoại diễn ra có điều gì sơ sót, cảm ơn quý vị bỏ qua. Chúc cho Yumi cái mặt sẽ mau hết sưng. Dạ, mặc dù là mặt sưng nhưng mà vẫn vui vẻ trong mỗi chuyến đi, vẫn luôn luôn mang tiếng cười cho cả nhà mình. Cả nhà mình nhớ yêu thương ủng hộ hai chị em Yumi và Bộ Nhi cũng như là quan có biên chi tại địa chỉ 783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Chúc cả nhà mình xem clip vui vẻ, được thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn ủng hộ các chị em cộng đồng buôn bán nha. Ủa Du My bao nhiêu mai buôn bán sao? Mai bán bình thường nha cả nhà. Vậy cả nhà coi cái clip này nhớ mai ghé ủng hộ cho Du My bao nhiêu. Lấy chi nha mọi người ơi. Mọi người rảnh thì ra ăn gỏi đu đủ nè, gỏi ngó sen của chồng của chồng hả? em, rồi phá lấu Lẩu của Xuân Thi. Xuân 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 Thi đó. Rất là dễ thương, ngày hôm nay rất là mấy chị em có một cuộc dã ngoại rất là vui. Và đương nhiên sẽ không tránh những cái điều sơ sót đâu quý vị, thì đương nhiên mong quý vị sẽ bỏ qua, sẽ luôn luôn đồng hành ủng hộ cùng mấy chị em tụi em nha quý vị. Và mong là mấy chị em tụi em sẽ mau sớm có một cái dịp dã ngoại tiếp theo để đem tới những cái clip vui nhộn tiếp tục để cho quý vị xem giải trí tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Gì hả? Không bàn, không bàn. Alo. À, cả nhà ơi thì có dừa cả nhà, dừa này uống rất là ngọt ha cả nhà ha. Lên nghe. Thì quýt nữa, Du My, quýt ngon lắm á, ăn quýt đi, ăn quýt tốt lắm á. Em đi rút máu còn nhiêu lại đấy nha. Phải rồi. Đây là quýt nè cả nhà. Đó. Hôm nay là ngày về ai cũng mệt hết rồi cả nhà. Anh em thấy vui nha. Em này hạnh phúc hơn nhất. Vui đó, hạnh phúc. Bởi vậy có vợ, em có vợ đó. Có vợ. Có vợ. Rồi phải. Nuốt cuộc ơi, con này cũng cưới trong ngày, ly hôn trong ngày luôn. Buổi sáng là ăn là đám cưới bà, buổi chiều là ly hôn bà. Trời ơi, ơi. Chấn động. Chấn động luôn á. Trời nhưng mà làm gì mà làm lẹ dữ vậy. Ôi quá trời luôn. Nóng hổi luôn á ngoại. Vậy là hôm nay cuộc đám cưới là thành công hả ngoại? Khánh ơi, còn nhỏ gì được không bạn? Bà xin hết, bà mua đi, bà mua lại. Nghe em nhiều quá giờ hết luôn nha. Bà mua đi, bà mua lại 5.000 bọc gì á, chia lại vậy em. Mấy người quen mà chia lại đi. Được, chú muốn bẻ ra được chứ. Giờ bắt đầu à, chia của cả nha. Chia của, em đi lấy 4 cái giường nè. Chú ơi, đó là quýt nè. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy có mấy người cô chú ở dưới quê. Bẻ đòn là lấy 4 cây dừa thôi ha. Còn Xuân Thi lấy gì em? Để bẻ ra, có quả cũng dính hai trái. Đây nè, đây. Cái này của bà gì? Đây nè, quả có ba trái nè. Tôi cua lại mà. Đây có ai đâu hả? Đây lấy cho ngoại hả? Giờ chia cổ quà không sao. Cười quá. Mà lấy hai trái thì mình lượn hai trái là ngon ngon á, mình nè mẹ mở. Bà ngoại bắp xào ha cả nhà ha. Rồi cô gì? Cô Loan nữa. Cô Loan lấy quà cho cô. Có dừa với là gì nè. Chia đi nè, chia mọi người món. Ủa, mấy người kia về vô được hả? Rồi bà ấy rồi. Chia ra, bà chia đều đi. Dù mi nói lên sớm mà bọn Nhi chắc con lên luôn rồi, mất tiêu rồi. Điện. Lựa cái nào đẹp đẹp á, cái bự nè. Em vô bịch cho Yumi bọn Nhi giùm anh em. Rồi xong rồi cái lát mà anh gửi lên.
Chú Mi học bao nhiêu cũng được. Ok. Là mình thông hả? Xe mà đi xe bằng gì vậy? Đi xe đó. Đây là những quà. Ở chia ra đi, chia ra đi. Rồi. Khánh lấy gì anh Khánh? Của bà con ở dưới Bến Tre. Bà con gửi cho. Thôi lấy rồi. Bún này rất là ngọt, dạ. Ngọt. Ngọt. Dạ em. Ngọt. Ngoài ngon có chưa? Cả nhà. À theo chỗ bà con anh Khánh là tặng cả nhà. À, thì chia ra một người ít có dừa hồi sáng cái clip mà dừa hơn chừng boss đó cả nhà. Thì cái clip đó rất là vui nha, Yumi chặn xe rồi làm giỡn ở ngoài ngay chỗ chậm dừng chân rất là vui. Giờ thì ai về nhà nấy ha, chia xong rồi thì hơn chừng đem cái bịch quýt này lên cho người thằng máy. Đấy này cô Bơ, cậu Nhi ha. Rồi, Nhi, okay. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ. Chi của bốn cái dừa. Bốn cái dừa. Ngoài có bán không em? Em bán. Rồi bữa nay em cũng có bán mà đâu có nghỉ đâu. À. Dạ. Vậy là gì bán đó không? Cái Thi bán. À. Thi với Lan bán. Thi Lan với Trần Thi. Dạ. Hai người đó cũng vui lắm nha cả nhà. Dạ. Ghé ủng hộ cho bé Don nha cả nhà. Bây giờ là nhiệm vụ lo đặt xe dùm cho bà ngoại nha. Anh bé anh đọc. Ủa rồi anh đi bán gì? Em lấy xe hả? Vậy chở anh lại chút xíu đi. Em đi xa. Đó. Em đã... Chưa anh còn lo. Đã tiền rồi, ngoại, đã tiền xe rồi. Đó rồi. Để lo cho ngoại. Bây giờ lo hai người này trước đi. Để lại bỏ vô. Em lấy xe đi. Thành gì lo đi. Bút xe, chút nữa bút xe. Đi lo đi. Được, bình thường. 140, 104, 148 ngoài. Chi? Dạ. Thôi, vô tới nhà ngoại luôn đi. Dạ, 104, 104. Ở khách cao đâu? Cao đâu, cũng khách cao đâu. Còn bao nhiêu là của anh Khánh hết đó. Đây, ba bịch là Du Miên bịch nè, Bọ Nhiên bịch nè, em bịch nè. Rồi. Đi đâu? Không. Ê cái túi này rất là đẹp nè, anh lấy cái túi này mốt đựng đồ gì anh Khánh? Mà anh Khánh. Ba cho xin cái này có ai giữ vậy? Du Mi, Bọ Nhi, em, ba phần. Thôi Khánh lấy đi Khánh. Khánh lấy đi. Lấy mấy trái ăn uống thảo. Cái dừa nữa nè. Dừa nữa. Cái bút có phải đã phải từ từ. Thôi lấy thêm cái dừa nữa. Thôi nè lấy nhiều điều á. Tao thấy cái này nhiều vậy. Thôi lấy lại Du Mi Bọ Nhi hết lại bớt đi. Ờ Du Mi và Mương phần cũng được. Nè lấy thêm cái này qua đi. Cái này bị nhiều quá. Nè lấy kia đi. Bia này làm đâu đi cho Du Mi Bọ Nhi. Nè kêu qua đâu. Ý mình nói là tại nè cái phần này nhỏ xíu à. Hai bữa anh cầm chi ba chồng. Đâu có bà đâu vậy? Đây hả? Nè bà này hả? Nè. Nè đây nè có bà nè. Để đây đi, để ra. Để bút cho ngoại đã cầm đi. Trắng kìa. Cái đó, sao mà trắng kì như sao trở về vậy? Cái đầu hôm nay hạnh phúc nhất nha cả nhà. Cô mấy giờ ngoại? Nhưng mà xong chuyến đi là cũng hết hạnh phúc rồi, phải đi về mất tiêu, phải coi mình đã gì đâu, đi lên rồi kìa. Mệt quá. Rồi đó. Em không có... Em phải nói anh Khánh hạnh phúc mới đúng á, anh Khánh quá trời hoài luôn kìa. Đâu bà gì? Này cũng cho hàng xóm đây, anh Khánh cho hàng xóm xung quanh nữa. Hai bên cái nhà cái này khỏi trình bày đi giờ ơi mệt quá. Cái này Khánh về cho mấy người xung quanh nữa hoặc là ngày mai cũng đem qua cho cô ba cũng như hết hả? Hiểu không? Không ai lấy gì? Tại vì cái ngoài nó nguyên hoài á. Rồi vậy là bắt đầu là chào tạm biệt khán giả. Dạ, đi anh chào đi. Thì hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc, mình nói chung là vừa đi từ thiện Khánh Thành cây cầu, nói chung là đủ thứ hết trơn, được mọi người tiếp đón rất là hồng hậu. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đang xem cái kênh của anh Hà Trường Official nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại lần sau nha. Rồi bye bye bé Don, cảm ơn bé Don. Dạ rồi anh Khánh. Dạ thôi em hả? Bye bye cái gì rồi bây giờ gửi lời cảm ơn tất cả đến anh em đã đồng hành cùng Khánh Cao trong ngày hôm nay. Có một ngày rất là ý nghĩa, rất là hạnh phúc. Hy vọng là sẽ gặp tất cả mọi người trong một cái dịp gần đây ở những cái chương trình tiếp theo nữa. Chúc anh hân cần, chúc cho chị Sĩ Phố hạnh phúc, năng lượng tràn đầy nha. Rồi cảm ơn anh Khánh. Rồi bye bye Xuân Thi. Dạ bye bye. Dạ chúc Xuân Thi. Dạ chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ. Dạ sau chuyến đi vui nè, này nè. Thì biết thêm
nước. Anh này tên gì quên mất tiêu rồi. Hơn chừng official. Hơn chừng official nha. Dạ, chúc tất cả mọi người vui vẻ, thì mốt sau có dịp này thì ghé ngang qua số 268 đường Âu Cơ. Dạ, thưởng thức qua món phá lấu của em. Dạ. Rồi, chúc phá lấu với lại chúc gỏi luôn luôn bán nát. Đây là đường Nhân Bơ, vườn ba quận. Có giá độ có lệ ghê. Ơi, đặt cho một người chưa, đặt cho một chưa. Còn đặt nữa kìa. Ủa? Còn đặt một người nữa. Hai người là đặt ai rồi, chưa? Có xe rồi. Đặt ai trước vậy, cái đó đi đâu hả? Ngoài. Dạ. Cả nhà ơi thì chuyến đi này rất là có ý nghĩa nha cả nhà. Vừa dạ bé ba chị. Dạ ok, cảm ơn chị. Chuyến đi này rất là có ý nghĩa cả nhà. Thứ nhất là Mạnh Thường Quân ủng hộ xây cái cầu ha. Thứ hai là cũng một dịp về trải nghiệm cái chuyến về đồng quê rất là vui cả nhà. Anh em ai cũng mệt mà xình lầy hết nhưng mà rất là vui cả nhà. Hy vọng là Mạnh Thường Quân coi được cái clip này cũng gửi lời cho cảm ơn tới Mạnh Thường Quân, những người luôn luôn đồng hành với kênh Hưng Trần Official ha cả nhà ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn cả nhà lại clip sau nha cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt ha. Một lần nữa Hưng Trần rất là cảm ơn ha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha cả nhà. Đang đặt khách đem về, đặt đồ đem về rồi. Bye bye cả nhà nha.